Chào mọi người đã đến kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người chương trình AirDrop nhận 100 token có hiệu ALDX khoảng 5 đô các bạn. Để tham gia giá các bạn click phần mô tả mở Telegram cam bấm sẽ tắt chatbot nha các bạn. Này token đã đi sàn mà chưa biết sàn nào nữa ta bạn. Bấm continue các bạn. Nó đi sàn on a chain. Rồi, 26. Chứ sàn nào cũng được. Miễn cho giao dịch là được. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn cũng tập cần nó để sàn for ra ray agent các bạn. Thì các bạn cứ nhận đi chợ lý xin những cái hàng quen thuộc các bạn bán các bạn. Rồi hy vọng nó phân phối, còn nó không phân phối thì tiêu luôn, coi như làm chơi Facebook gì. Rồi các bạn join vào các bạn. Rồi bấm đáp lại các bạn. Rồi cho anh tiếp kênh seller. Mình toàn lỡ những kèo có AirDrop, những có website, có thumbnail này họ đồ. Rồi cho anh group kênh seller các bạn. Rồi cho anh 3 kênh, 4 kênh luôn. Đang nghe em này không biết sợ về không là về em về thôi. Rồi bấm don các bạn. Rồi bấm don mà con này không có tờ quýt luôn. Rồi các bạn bấm download luôn các bạn. Rồi các bạn mở địa chỉ chocolate, mang chocolate ra các bạn copy địa chỉ với IC20 các bạn. Rồi nghi chắc con này chắc nghi chắc không về đâu các bạn ơi. Không có trên tờ quýt nữa. Thôi cứ làm đại đi các bạn. Biết đâu mai chiều mình ăn ngay một về một hai kẹo ngon lành. Rồi. Rồi các bạn mở ra các bạn. Mình thấy nó có size này nọ đồ cũng bắt mắt đó. Rồi bạn bắt vào. Rồi bạn dán vào các bạn. Rồi bạn lấy link ghép chia sẻ cho bạn bè những người thân để kiếm thêm tập cần các bạn. Vậy video đây kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nha.